Quý khán giả thân mến, góp phần cho doanh thu của ngành du lịch Cần Thơ tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm nay là một phần đóng góp không nhỏ của các cơ sở lưu trú trên địa bàn. Do đó, cùng với việc các khách sạn, khu nghỉ dưỡng hiện có thì Cần Thơ hiện đang trở thành điểm đến của nhiều nhà đầu tư khách sạn theo chuỗi và hoạt động theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu lưu trú đa dạng của du khách khi đến với thủ phủ miền Tây sông nước. Đi vào hoạt động kể từ tháng 11 năm 2023, Sozo Hotel Cần Thơ ở đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều là một trong những khách sạn mới đi vào hoạt động tại thành phố Cần Thơ. Hiện khách sạn có 128 phòng nghỉ, được bố trí trong tòa nhà có thiết kế hiện đại và hoạt động chủ yếu vào việc sử dụng công nghệ số trong quá trình vận hành. Đặc biệt, khách sạn cho phép khách hàng đặt phòng có thể thực hiện check-in, chọn phòng online 100% trên mobile app và website trước thời điểm lưu trú 48 giờ. Lần này mình đến Cần Thơ thì mình có một số công việc và mình có một cái thời gian nó khá là ngắn ngủi để mà làm việc nhiều việc. Cho nên là mình chọn Sozo bởi vì nó có thiết là cái không gian để mà làm việc và cái tụ hội rất là tốt. Thứ hai là cái phòng khi mà bước vào nó khá là wow vì là nó tối giản và thứ hai là cái màu sắc cũng rất là có cái cảm giác bình an ấy. Được biết Sozo Hotel Cần Thơ là khách sạn thứ 12 thuộc chuỗi Sozo Hotel do TNX Hotel and Resort đầu tư phát triển trên phạm vi cả nước. Từ mô hình chung của chuỗi Sozo Hotel, Sozo Hotel Cần Thơ tạo ấn tượng với không gian mang đậm nét văn hóa miền Tây sông nước. Tiềm năng du lịch của Cần Thơ là rất là lớn. Thì chúng tôi xây dựng cái khách sạn ở đây là muốn mang lại cái sự mới mẻ, sự tươi mới và một sự trải nghiệm mới cho khách hàng. Thì bên cạnh khách sạn truyền thống thì khách sạn Sozo mang cái phong cách hiện đại và thuần ích sẽ đóng góp vào cái một cái sản phẩm chất lượng dịch vụ mới cho cái thị trường Cần Thơ và sẽ mang lại cái gọi là giá trị cái thuần ích cho cộng đồng khi mà trải nghiệm tại khách sạn của chúng tôi. Cùng với các khách sạn đang hoạt động, tháng 6 này, Cần Thơ cũng ghi nhận nhiều khách sạn mới đưa vào vận hành. Trong đó, ngày 4 tháng 6 vừa qua, Queen Hotel đã tổ chức khai trương khách sạn Queen Hotel Cần Thơ tại đường Phan Đình Phùng, phường Tân An, quận Ninh Kiều. Đây cũng là khách sạn nằm trong chuỗi thương hiệu khách sạn Việt Nam hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế do công ty trách nhiệm hữu hạn Indochina Kashima Development đầu tư xây dựng, ứng dụng công nghệ thông minh trong ngành du lịch và nghỉ dưỡng dành cho người Việt. Đặc biệt, gắn với phát triển du lịch bền vững, Queen Hotel là thương hiệu khách sạn đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng chỉ LEED, chứng chỉ tiêu chuẩn quốc tế về định hướng thiết kế, thi công và vận hành thân thiện với môi trường. Ở Queen Cần Thơ nói riêng và Queen Hotel nói chung là mô hình khách sạn 24 giờ đầu tiên ở Việt Nam, nơi chúng tôi cung cấp dịch vụ lưu trú 24 giờ. Điều đó có nghĩa là, ví dụ như nếu bạn nhận phòng lúc 10 giờ tối, thì bạn có thể trả phòng vào lúc 10 giờ tối ngày hôm sau. Chúng tôi trong thời gian qua tham mưu cho lãnh đạo thành phố, cũng như là phối hợp với các sở ngành, mời gọi các cái nhà đầu tư quan tâm về lĩnh vực cơ sở lưu trú chung và cao cấp để phục vụ cho du khách khi đến với thành phố Cần Thơ, đặc biệt là phát triển du lịch mai của thành phố. Với sự quan tâm thu hút đầu tư có trọng tâm, trọng điểm của thành phố Cần Thơ trong hoạt động du lịch, cụ thể nhất là lĩnh vực lưu trú, tin chắc rằng ngành công nghiệp không khói của vùng đất Tây Đô sẽ ngày trở nên khởi sắc hơn nữa trong tương lai, từ đó tạo thế và lực để xứng đáng là ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố đồng bằng sông Cửu Long.